chương trình bạn muốn hẹn hò, tập mới lên sóng chiều này ngày 27 tháng 10 đã để lại rất nhiều ấn tượng đối với người xem, khác lạ là ở phần mai mối cặp đôi tạ thị Huyền 29 tuổi và Dương Ngọc Hiền 30 tuổi. Tạ thị Hiền tự nhận mình là cô gái có tính cách khá khô khan, không lãng mạn, không thích nhận những bông hoa hay quà trong những ngày lễ khác lạ mà chỉ thích được đi ăn hay đi du lịch. Hình như đó, anh chàng Ngọc Hiền cũng thú nhận mình không phải mẫu người đại trưởng phu lãng mạn, ít khi đi mua quà cho con gái. Hẳn nhiều người xem sẽ cho rằng cặp đôi này khó lòng có thể kết nối nhưng họ lại khiến trái tim đối phương tan chảy từ chính sự thẳng thắn chân thành của mình. Có lẽ vì thế mà chưa cần ông mai bà mối quyền linh, nam thư ra hiệu, họ đã lập tức bấm nút đồng ý hẹn hò trong sự bất thần của tất cả mọi người. Người thân của nhà trai tỏ ra rất hạnh phúc và hào hứng, anh trai của anh chàng Dương Ngọc Hiền thậm chí còn đưa ra lời đề nghị đầy táo bạo, thôi đừng về nhà, ra nhà nghỉ luôn nghe thấy vậy quyền linh giật mình xua tay không trời ơi ngọc hiền cũng dội thanh minh anh trai em sợ hãi doanh nhà nghỉ đó à quả là ông anh vui tính hết lòng dung đắp cho chuyện tình của em trai và tranh thủ quảng cáo nhà nghỉ của mình luôn bạn muốn hẹn hò cặp đôi tạ thị hiền và dương ngọc hiền bạn muốn hẹn hò lời đề nghị táo bạo từ phía nhà chơi